Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 27, Vũ Nhân đang có mặt tại quận hạt Santa Clara. Hôm nay đã bước sang ngày thứ ba, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã tiệc thực trong tù tại Việt Nam. Trước việc ông từ chối sang Mỹ và chấp nhận ở lại tiệc thực cho đến chết, nhiều phong trào đã hưởng ứng thái độ bất khuất của ông đã nổ ra khắp nơi trên thế giới để yêu cầu quốc tế can thiệp cho ông. Và hôm nay, Biệt đoàn Văn nghệ Lam Sơn đã phối hợp với một số tổ chức hội đoàn nhân sĩ đã tổ chức trưng bày những hình ảnh của người tù lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và các tù nhân lương tâm khác cùng nhiều hình ảnh mà Việt Nam đã vi phạm nhân quyền. Thế anh, vì cái tình hình quá gấp rút là cũng muốn yểm trợ, cũng muốn kêu gọi cùng tiếng nói cho anh Trần Huỳnh Duy Thức. Thành ra tụi em phải lên những tấm hình rất là gấp. Với cái sự yểm trợ của văn phòng ông D. Cotazi là giám sát viên của quận hạt, ông ta cho phép Biệt đoàn Văn nghệ Lam Sơn cũng như một số thân hữu trưng bày những cái hình ảnh anh Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực cho đến chết để đòi hỏi cái quyền làm người. Thì ảnh hưởng đó và tất cả các anh chị em trong Biệt đoàn Lam Sơn cũng như một số bạn thân hữu đã cùng nhau phối hợp để làm cái trưng bày cái hình ảnh này. Chúng tôi được phép của chính quyền cho đặt trong vòng 2 tuần. Chúng tôi cố gắng mỗi ngày chúng tôi sẽ tiếp tục những hình ảnh nào mà mới nhất gửi ra thì chúng tôi sẽ post, tức là sẽ được trưng bày trong cái khu quận hạt này. Quận hạt Santa Clara gồm có 15 thành phố, trong đó thành phố San Jose là thành phố lớn nhất và cũng là đông người Việt nhất trên toàn nước Mỹ. Cái mục đích là treo những bức ảnh này lên là để chúng ta chia sẻ cho các cái sắc dân ngoài dân Việt Nam, họ khi mà đến với quận hạt họ làm giấy tờ hoặc là làm thương mại, họ đi ngang qua đây thì họ có thể được xem và hiểu biết cái tình hình Việt Nam như thế nào về vấn đề nhân quyền và môi trường đang xảy ra cho dân Việt Nam. So we here, Dave is a big supporter of human rights. We here in Santa Clara County wanted to give an expression and help educate the people about the human rights needs of the Vietnamese people and educate the people here in Santa Clara County. Trong tư cách là phụ tá về chính sách và giám sát viên Cindy Chavez, hôm nay chúng tôi ủng hộ với lại văn phòng của ông giám sát viên Dave Cortese, hiện là chủ tịch của hội đồng giám sát trong cái project này. Cái bức hình nó là hàng ngàn lời nói, những bức hình tiêu biểu nhất đem đến ngay ở cái tòa gọi là cao ốc của County đó, đem đến cho người Mỹ và những người dân ở đây biết cái hình ảnh mà đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Duy Thức này là một tay trẻ mà cái tuyệt thực của ông này đó là một cái quyết tâm thực sự, những cái gương quyết liệt hy sinh của những người như vậy đó ở Việt Nam đó. Tôi rất là khâm phục. Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Những nhà đấu tranh dân chủ trong quốc nội, họ đã hy sinh tất cả cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Chúng ta không thể bỏ quên họ. Vũ Nhân tường trình cho đài truyền hình SBTN từ quận hạt Santa Clara,